Đấy. Nghe nói văn phòng mình sắp có hai người mới. Một là quản lý dự án, hai là thực tập sinh xuống nhận việc. Thế nhưng mà đã biết mặt ngang mũi dọc như nào chưa? Bởi vì dạo này là phòng nhân sự toàn là tự tuyển người rồi lại cử thẳng hướng thế này. Thế chẳng biết là ai với ai cả. Anh không biết thì làm sao mà em biết được. Em chỉ nghe nói nhá, là quản lý dự án mới do chủ tịch đích thân tuyển đấy. Có khi nào đấy là tay trong của chủ tịch không nhỉ? Cũng có thể. Mà này, sáng giờ anh Ngọc yêu mà không thấy nhỉ? Thôi chết rồi, sáng nay trưởng phòng có hẹn với cả đối tác ở quán cà phê. Thôi em đi luôn này, muộn rồi. Em chào anh. Em là nhân viên mới đúng không? Em là... Đương nhiên là anh biết điều đó, nhưng mà em làm chức vụ gì? Em... Anh biết rồi. Anh nhìn thì anh biết chắc chắn em là thực tập sinh. Chứ bởi vì là nếu mà là quản lý thì không ai lại ăn mặc như thằng bả gà thế này cả. Thôi, không cần phải tỏ ra nhút nhát đâu. Anh nói cho em biết là tất cả những cái đứa thực tập sinh đến đây mà nhút nhát như em ấy, về sau là vào toàn hội bật xếp hết. Anh xin trân trọng giới thiệu với em. Anh là Duy Khánh, trưởng phòng marketing. Em có biết sắp tới cái chức phó tổng giám đốc ai sẽ là người làm không? Là anh chứ còn là ai nữa. Được, anh rất thích những người như chú. Thực tập sinh ngoan ngoãn, nền nã. Yên tâm đi, chỉ cần nghe lời anh thôi, anh sẽ chiếu cố. Chỉ cần đi theo anh thôi, được lòng anh là mất tất. Được lòng anh là không phải sợ gì hết. Mà này, có một việc này anh quý em lắm, anh mới chia sẻ đấy nhá. Em làm ở môi trường này thì em phải cực kỳ để ý là tránh xa hai quả phó phòng và tránh xa cái quả trợ lý của anh ra. Toàn là con người nhiều chuyện, làm không làm toàn ngồi lê đôi mách, phí phạm những cái giờ vàng của công ty. Toàn là những con người mà tay trong cả đấy. Thế thôi, vừa mới đi đường xa đến thì chắc là còn mệt hả? Thôi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, xong anh giao việc mà làm. Ngồi xuống. Mà này, từ từ, đứng đây. Từ từ. Em xoay một vòng xem nào, xoay. Anh nhắc em là từ lần sau em đi làm, em phải ăn mặc lịch sự nhá. Ví dụ, em nhìn anh làm mẫu, giày tây, quần tây, áo sơ mi. Đấy. Và sau đó khi mà em có điều kiện hơn nữa thì có thể là áo trắng bộ côn chẳng hạn nhá, chứ không ăn mặc lông côn đẹp đâu, đến công ty là mất mỹ quan lắm nhá. Thôi là em ngồi nghỉ tiếp đi, một tí anh giao việc cho. Thanh niên bây giờ này là hơi chán đấy. Nhân viên mới đúng không? Ngồi cái bàn này thì chắc chắn là thực tập sinh mới rồi. Dạ em là... Giới thiệu với em, chị là Ly, trợ lý của trưởng phòng và phó phòng. Ở đây chị được mệnh danh là một bông hoa nhài. Tuy nhiên, chị không phải là cái dạng mà nhân viên cũ bắt nạt nhân viên mới đâu. Chỉ là ai mà tốt với chị ấy thì chị sẽ nói tốt với sếp. Còn ai mà chia rẽ nội bộ ấy, chị sẽ mách sếp thôi. Thế là chị trung lập ha? Đúng rồi. Mà chị thấy em cũng cao ráo sáng sủa đẹp trai thì chị mới nói cái này đấy nhá. Ở cái văn phòng này ấy, em chỉ cần lấy lòng trưởng phòng thôi, vì anh ấy sắp được cất nhắc lên làm phó tổng. Em mà được lòng anh ấy nhá, có khi em được cân nhắc lên làm nhân viên chính thức ở đây đấy. Vâng, em cảm ơn chị nhá. Này. Dạ. Cậu là nhân viên mới à? À không, cậu là quản lý dự án mới mà bên phòng nhân sự bàn giao xuống đúng không? Dạ vâng ạ. Không phải đâu sếp ơi, bạn này là thực tập sinh mới đến mà chưa có người hướng dẫn cho nên là chưa biết cái gì cả, nhầm sếp ạ. Không phải, tôi nhận được thông tin
là thực tập sinh đã giao cho phòng ban khác. Người hôm nay chính là quản lý của dự án mới. Quản lý chứ không phải thực tập sinh à? Sao không nói? Từ sáng giờ em định nói nhưng mà mọi người có cho em nói đâu. Trời xong. Cậu Khánh. Dạ. Cậu trên đinh nhân viên mới kiểu gì đấy? Dạ em. Cậu muốn làm trưởng phòng lắm đúng không? Dạ không ạ. Cậu định ngồi lên đầu lên cổ tôi đúng không? Dạ không không ạ. Vào phòng tôi. Dạ không ạ. Dạ vâng ạ. Thấy chưa? Chị đã bảo rồi. Ở đây em chỉ cần nghe lời trưởng phòng thôi. À, chị đang chủ lập đúng không? À không ạ. Anh là quản lý mà. Em có dám nói gì anh đâu. Anh cứ làm việc đi ạ. Trời. 2, 1, bắt đầu. Sếp ơi, em nhờ sếp một việc nhá. Sếp có thể là giúp em làm tài xế một ngày được không? Cái gì? Cậu bị làm sao đấy? Hả? Cái gì mà tôi đi làm tài xế cho cậu? Chả là vì em có thằng bạn lâu ngày không gặp. Em lỡ nói với nó là em lên trưởng phòng rồi, em lên sếp rồi. Thì sếp hỗ trợ em tí cho em lấy thể diện cái. Không được. Ô. Nhớ vả không nghe. Rồi. Bây giờ mà chị Thảo vợ sếp ấy, mà biết mày em có cái clip sếp lại choàng tay em Linh với em Trang ở trong quán karaoke hôm nọ thì úi trời ơi. Clip nào? Karaoke nào? Không tin hả? Thôi okay, để em gửi cho chị luôn. Đấy. Sao? Đấy, tin chưa? Bây giờ như nào? Thêm chốt nhanh cầu gái nào. Sao đến nơi rồi? Dừng lại. Ok. Sao sếp? Thế nào? Cậu thấy tôi ăn mặc này giống tài xế chưa? Cậu cái gì mà cậu? Xưng bằng sếp. Sếp thấy tôi ăn mặc thế này giống tài xế chưa? Trông cũng có tướng tài xế phết đấy. Chả hiểu sao đi làm sếp. Chọn gì? Tập trung làm việc đây. Thằng bạn tôi nó say xe, lái không cẩn thận là tôi mách chị Thảo đấy. Một ngày hôm nay thôi nhá. Ok. Mời cậu. Đây là văn phòng của tớ. Thoải mái tự nhiên đi. Như ở nhà. Mất bao công gây dựng mà. À, ok. Này. Chỗ cậu à? Hay. Còn tao là tốt. Đi ra đây. Nhân viên hơi sắc sắc tí. Không ra. Mời bao. Ô, thế ra đấy không thôi à? Nữa. Chị Thảo. Ơ, cậu đi theo tôi bao nhiêu lâu rồi mà cậu chả bao giờ học được cái đức tính gì của tôi cả. Tôi khác lắm mà. Bạn của tôi, khách. Chị Thảo. Cậu làm công ty ứng dụng đấy à? Cái tôi cái app đi. Này anh bạn trẻ, những vấn đề đó anh bạn trẻ cứ nói với tôi làm được. Cậu biết cái gì? Lần ta lần toàn. Viết cho cậu à? Mà ai là anh bạn trẻ? Đây là bạn của tôi, hiểu không? Trẻ ở đâu ra? Chị Thảo. Rồi, riêng cái việc mà áp ủng dự án các thứ ấy, cậu cứ nói qua với tôi. Chúng ta là bạn bè từ nhỏ rồi. Thế cho nên là tiền nong thì không phải bàn, miễn phí hết. Nha. Ô này. Sếp ơi. Tiền nhân viên thì cũng phải trả. Tiền điện hàng tháng vẫn phải thanh toán, tiền thuê nhà thì vẫn phải đóng. Làm gì có gì miễn phí? Cái việc đấy là việc của tôi với kế toán nhá. Đi rửa xe. Bực cả mình. Cậu với ai? Sếp. Gì? Tôi muốn nói chuyện riêng với sếp một lúc. Tôi đi chỉnh đốn lại nhân viên phát.
Ok bạn, bạn đợi tí. Tôi không làm nữa. Chị Thảo. Ôi, cái gì đấy? Này, không có Thảo cái gì nhá. Cậu định ngồi lên đầu tôi đúng không? Hả? Thảo cái gì? Lão lắm rồi. Chị Thảo. Thảo này. Nhắc lại, chị Thảo. Thảo này. Linh. Này chị Linh này. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi về tôi cãi nhau với vợ tôi cũng được, nhưng tôi không nhịn cậu nữa. Tháng này cắt lương. Cút về chỗ làm việc. Ông cậu giả vờ đấy à? Ô, đi theo anh. Còn cậu nữa, cút ra ngoài. Nhéo, nhéo. Thằng bạn cậu còn lâu mới làm giám đốc được. Đùa. Cắt rồi.